chấp 305 người trên vạn người. Ta là... Nói đi, những thủ đoạn được ngươi sắp xếp ở trong truyền thừa đi đâu hết rồi hả? Ta... Nói đi chứ, thủ đoạn đó đang nằm ở đâu? Sao ta lại không gặp được hả? Nếu ta gặp được thì sao có thể dễ dàng có được truyền thừa như vậy hả? Ngươi có phải vốn dĩ không động tay động chân không hả? Hu. À thì, ân nhân. Thực ra ba người bọn ta là những người được Bạch Cập phái đến để giết ngài đó. Nhưng bọn ta đã cải tà quy chính rồi, đại ơn đại đức của ngài, bọn ta cả đời không quên. Sau này, bọn ta cũng sẽ không làm chuyện xấu nữa, sau này ân nhân có việc gì thì cứ việc căn dặn. Bọn ta đi trước nhé, ân nhân, mai này có duyên gặp lại. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao, đơn giản như vậy, bộ coi thường ai thế hả? Bộ không thể sử dụng tuyệt chiêu để ngăn cản ta có được truyền thừa sao? Ta sai rồi, tiền bối, sau này ta không dám nữa, tiền bối tha mạng ạ. Tỷ, tiền bối đang chê, truyền thừa tử vong chưa đủ khó. Không hổ danh là tiền bối, chủ động theo đuổi độ khó cao hơn để rèn luyện cảnh giới của bản thân. Rất nhanh, Đảo Phong Nguyệt đã công bố tin tức cường giả thành công kế thừa truyền thừa tử vong đã xuất hiện ở thiên vực. Mọi người đều hiểu, sau vụ việc lần này, Đảo Phong Nguyệt sẽ có một cường giả tuyệt thế làm hậu thuẫn cho mình. Lần hành động này của Đảo Phong Nguyệt chính là muốn công bố với thiên hạ rằng sau này ai dám nuốt chửng nó thì cũng phải tự lượng sức mình. Coi thử bản thân có thực lực đối đầu với người kế thừa truyền thừa tử vong không. Lần này, Đảo Phong Nguyệt thực sự phát tài rồi, sức mạnh của truyền thừa này nhất định không tầm thường. Đảo Phong Nguyệt. Tiền bối, dựa theo lời hứa của lúc trước, Đảo Phong Nguyệt sẽ không lấy món đồ nào ở trong truyền thừa. Bọn ta chỉ mong tiền bối trở thành quan chức của Đảo Phong Nguyệt, khi mà Đảo Phong Nguyệt gặp nguy hiểm thì ngài hãy ra tay giúp đỡ cho Đảo Phong Nguyệt ạ. Quan chức gì đó thì không nói làm gì, ta chỉ có một yêu cầu thôi. Tiền bối cứ việc nói. Vị trí đảo chủ nhiệm kỳ tiếp theo của các ông phải truyền lại cho cô ấy đấy. Tất nhiên là không thành vấn đề, đứa trẻ Thiên Nguyệt này vốn dĩ chính là một trong những người thừa kế đảo chủ nhiệm kỳ tiếp theo mà, hơn nữa tính tình cũng tốt và thiên phú cũng rất mạnh. Ta tin nó, và ta càng tin vào mắt nhìn của tiền bối, Đảo Phong Nguyệt của mai này nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ dưới sự dẫn dắt của nó, ta rất kỳ vọng vào nó đấy. Ta cũng đã nghe hết vụ cá cược giữa cô và Bạch Cập đó rồi, cố lên nhé, cô có năng lực làm được chuyện đó mà, tiền bối. Tuy rằng ta không thể chết được, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được tâm nguyện của các cô, cũng không tính là không có thu hoạch nào. Đúng rồi, hắn cũng là nhân tài, phải trọng dụng đấy. Đa tạ tiền bối. Tiền bối yên tâm, đứa trẻ Lăng Bắc này vốn dĩ chính là đệ tử xuất chúng của ta, không cần tiền bối nói thì ta cũng trọng dụng nó rồi. Được rồi, các ông tự xử lý chuyện còn lại đi, ta không ở lại đây nữa. Tiễn đưa tiền bối. Bây giờ trên người lại có thêm một bộ áo giáp, muốn chết càng khó hơn, mình vẫn là tìm nơi nguy hiểm hơn nữa mới được. Sư tôn. Người đâu, bắt lấy Phong Thiên Nguyệt cho ta. Cái gì cơ? Thúc Linh Tỏa. À, linh khí bị phong ấn toàn bộ rồi. Sư tôn đang làm cái gì thế hả? Ngươi còn dám gọi ta là sư tôn sao? Ngươi có ý đồ xoán ngôi, bày mưu tính kế hãm hại đồng môn, ngươi không xứng làm đệ tử của ta. Lão già súc sinh, ông dựa vào cái gì mà làm thế với tỷ tỷ của ta thế hả? Chỉ dựa vào ngươi, đồ vô dụng. À, Lăng Bắc. Ừ, đồ vô dụng. Lăng Bắc. Còn dám chạy hả? Ừ. Lăng Bắc. Nếu không mau chóng đi cứu đệ ấy, thì đệ ấy sẽ chết ở trong biển đen mất. Lăng Bắc. Ta biết, thực ra thiên phú của đệ không kém cạnh hơn ta là mấy. Chỉ là từ nhỏ cho đến lớn, đệ luôn lén lút nhường tài nguyên tu luyện của bản thân cho ta mà thôi. Nói là đệ đệ, nhưng đệ càng giống như là ca ca yêu thương ta vậy. Đệ là người thân duy nhất của ta ở trên thế gian này, ta không thể đánh mất đệ được. Sư tôn, con sai rồi. Con đều nhận tội hết, con cũng không muốn vị trí đảo chủ gì đó nữa. Con chỉ cầu xin sư tôn, cứu đệ đệ của con, cầu xin sư tôn hãy cứu đệ ấy. Tên đại nghịch bất đạo nhà ngươi, ả đàn bà có thủ đoạn độc ác. Đừng hòng dùng những lời ngon ngọt để lừa gạt lão phu. Lần này, ngươi không thể trở mình nữa đâu. Phụt, đan điền của mình đã bị... Lăng Bắc. Lôi nó xuống dưới, nhốt vào khô nhai động, dùng chấn hồn đinh giam cầm nó. He, đúng là thảm hại mà. Nhưng ai bảo đồ ngu này lại dám giành vị trí đảo chủ với con trai ruột thịt của cha chứ? Vết thương ra làm sao rồi?
còn có hơi đau. Đáng tiếc thật mà, chỉ có ả đàn bà này bị thê thảm như vậy thôi, còn cái tên đầu sỏ đánh con lại chạy mất rồi. Con đừng nghĩ đến chuyện báo thù nữa, vẫn là nghĩ cách làm sao giải thích chuyện này với hắn, lỡ như hắn quay về vào một ngày nào đó. Với sự tôn, à không, với sự thông minh của cha, cha nhất định là có chuẩn bị từ sớm rồi. He he, quan hệ giữa tên này và Phong Thiên Nguyệt cũng rất bình thường, hơn nữa hắn cũng không có dã tâm lớn nào đối với đảo Phong Nguyệt, cho nên mai này chắc sẽ không đến đảo Phong Nguyệt nữa. Tất nhiên, cho dù hắn có quay về thì cũng có cách lấp liếm chuyện này, chúng ta cứ nói Phong Thiên Nguyệt đã chết là được rồi. Cha nói đúng, nhưng mà, tên họ Dịch đó không quay về thì đảo Phong Nguyệt chúng ta không phải sẽ không có chỗ dựa sao? Hừ, hắn có quay về hay không thì cũng như nhau, chúng ta chỉ cần danh tiếng của hắn mà thôi. Những tên bảo thủ giữ vị trí trung lập cũng nên xử lý hết đi. Bây giờ đã xảy ra sự cố như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn đanh thép để đưa con ngồi vào vị trí đảo chủ mà thôi. Cha nên làm như vậy từ sớm rồi, cha còn giả bộ bảo con và Phong Thiên Nguyệt tranh giành công bằng, đúng là lãng phí thời gian mà. Hừ, câm cái miệng lại đi, nếu thực sự dựa vào năng lực thì Phong Thiên Nguyệt mạnh hơn con rất nhiều nhé. Ai kêu con là con ruột của cha chứ? Không nói nữa, con vẫn còn đang tức vụ của Dịch Phong, con phải trút giận lên Phong Thiên Nguyệt mới được. Con phải giày vò ả ta thật tàn nhẫn. Đại ca, sao vậy ạ? Bên phía chủ nhân đã xảy ra một chút vấn đề. Cái gì cơ? Trên thiên hạ này, không ngờ vẫn còn có người dám làm trái ý của chủ nhân, đúng là không biết viết chữ chết ra làm sao mà. Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Chủ nhân không tiện giải quyết thì tất nhiên nên để ta giải quyết rồi. Chủ nhân chưa lau sạch mông thì tất nhiên cũng nên để ta lau giúp. Đây không phải chính là ý nghĩa tồn tại đến bây giờ của ta sao? Khô Nhai Động. He hơ, đau không hả? Đau là đúng rồi. Roi ngược hồn này của ta không chỉ đem lại sát thương đối với xác thịt mà còn có thể khiến linh hồn bị tổn thương nữa. Càng đừng nói đến việc bây giờ đan điền của cô đã bị phá hủy, cô vốn dĩ không thể phòng bị được ha 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 ha. À, tiện nhân, đấu với ta, cô đấu lại ta sao hả? Lúc trước cô không phải rất giỏi sao? Đặc biệt là lúc tên Dịch Phong đó bước ra khỏi tế đàn đấy, cô không phải rất đắc ý sao hả? Lúc ta bị Dịch Phong đánh, cô chắc là rất vui nhỉ? Bây giờ ta coi cô làm sao nhảy cẫng lên nữa đây? Bây giờ cô rất mong chờ tên Dịch Phong đó đến cứu cô nhỉ? Nhưng dựa theo thông tin được cung cấp, bây giờ hắn đã rời đi rất xa rồi. Người ta vốn dĩ không coi cô là cái thá gì cả đó. Ha 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 ha, trên thế gian này đã không còn ai có thể cứu được cô rồi. Ai thế hả? Nơi này là Khô Nhai Động, ai cho các ngươi tiến vào đây, cút hết ra ngoài cho ta. Chỉ về. Ừ. Thằng chó, to gan. Các ngươi có biết ta là ai không hả? Không ngờ các ngươi dám ra tay với ta. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.